Đây là video cũ đăng lại, giá bán từ 9 tỷ 6, bây giờ chỉ còn 8 tỷ, chỉ 1 tỷ 380 triệu một sao. Mời quý vị xem lại một lần nữa. Wow, căn nhà này toàn hoa là hoa nha quý anh chị, đủ loại hoa hết. Đó, màu mè sặc sỡ ha. Hoa này đại đa số là hoa ngũ sắc là nhiều ha. Hai bên là hoa ha quý anh chị. Nhìn thì tưởng cái căn nhà này á nằm trong sâu quá, nhưng mà thật ra là nó nằm ngay mặt tiền đường chính luôn nha quý anh chị, đường chính liên xã liên huyện Xà Bang Lan Lớn ha, là một trong những cái mặt đường mà có lưu lượng xe mà di chuyển qua lại rất là tấp nập ở cái khu vực này luôn quý anh chị. Thì cái mảnh vườn ngày hôm nay có diện tích cũng khá là lớn so với cái mặt tiền này ha. Thì diện tích cái mảnh vườn này là 5.800 m². Đó, ưu điểm là mình có 300 thổ cư ha. Thì cái mặt tiền đường này thường thường là đất người ta chia 5 xe 7 hết rồi quý anh chị, còn ít đất nào có diện tích lớn lắm. Đó, đây trước mặt quý anh chị cô chú là mặt tiền đường Xà Bang Lan Lớn ha. Đó, xung quanh của mình thì dân cư ở khá là đông đúc, và bán kính trong khu vực tầm khoảng là 2 km là mình có chợ nè, trường học nè, rồi trạm y tế xã, nói chung là cũng rất là nhiều dịch vụ tiện ích mà để phục vụ cho nhu cầu sống của mình. Còn nói về giá thì quý anh chị mà xem đất lâu nay thì cũng biết giá trong những cái khu vực mà nó đường trong hẻm ha, hẻm hách thì giá nó cũng đã tầm ngưỡng là 1 tỷ, hơn 1 tỷ trên một sào rồi. Nhưng mà lô đất ngày hôm nay nó nằm ngay mặt tiền đường này luôn, mà giá thì rất là hợp lý, chỉ hơn 1 tỷ rưỡi trên một sào thôi, hơn 1 tỷ rưỡi một xíu thôi nha quý anh chị. Để quý anh chị có thể sở hữu để mà làm một căn nhà vườn, hoặc là mình đầu tư dài hạn sau này ha. Rồi, tóm gọn video vậy thôi. Bây giờ em sẽ vào những cái chi tiết chính của mảnh đất này, mời quý anh chị cô chú mình cùng xem hết cái video này nhé. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích gì review chia sẻ tất cả bất động sản. Rồi, đây là sổ của mình ha quý anh chị. Địa chỉ là thuộc xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 5.741 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở là 300 m thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm ha. Thời hạn sử dụng là đất ở là lâu dài, còn đất trồng cây lâu năm là đến năm 2043. Thì đến cái thời hạn này quý anh chị mang cái sổ đi gia hạn thêm cái mục đích sử dụng đất nông nghiệp của mình ha. Và thửa đất này đã được cấp đổi khu đo và đã cấp sổ mới rồi, đầy đủ diện tích cho mình nha quý anh chị yên tâm ha. Còn đây là trích lục sơ đồ thửa đất đó, ở đằng sau trang tư ha quý anh chị. Đất mình thì xây mạch về hướng nam ha. Còn đây là thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha quý anh chị. Đó, thì mình là có ngang là 21 ha, sâu vào là 264, và cái hậu đằng sau của mình là 22.6 ha quý anh chị. Nó mình ở hậu tầm khoảng 1.5 m ha. Nói chung là rất là đẹp về cái mảng phong thủy. Đó, nói chung là thẳng tưng luôn, không cong không vẹo gì cả, nhưng mà nó rất là dài luôn, 200 mấy m, rất là dài luôn, đi bộ mỏi chân luôn nha quý anh chị. Nó mở quy hoạch lên thì đất mình á thì tính từ mặt tiền đường tính vào thì vào sâu tầm khoảng là gần 60 m, thì đất là phủ hồng đất ở tại nông thôn nó, còn phía sau là đất trồng cây lâu năm. Mình đã có sẵn 300 thổ cư rồi, quý anh chị muốn lên thổ cư được cũng được chứ không sao ha. Còn quy hoạch thì mình vướng quy hoạch đường vào tầm khoảng mấy mét thôi nha quý anh chị, nó 6-7 m thôi, nên không có sao cả. Đó, hiện tại là con đường nhỏ xíu, sau này quy hoạch ra con đường tầm khoảng là 20 mấy m ha quý anh chị. Ngoài ra thì bắt mình là đất sạch 100%, không vướng quy hoạch gì cả, không có mồ có mả và cũng không có tranh chấp nha quý anh chị. Ranh giới của mình thì khá là rõ ràng rồi nha quý anh chị. Đó, thì ngang á là mình có là 21 m mặt tiền ha. Đó, tường rào của mình thì xây hết rồi nè, nó từ tường rào đỏ đỏ ha, kế bên tiệm thuốc tây đó quý anh chị. Đó, mình đổ ngang qua bên đây cho hết tường rào của mình á, là mình có ngang là 21, sâu vào là 264 ha, và hậu đằng sau của mình là nửa hậu. Ranh giới đỏ nè, hết rồi ha. Chung là bên này mình kế nhà, bên kia mình kế cái tiệm thuốc tây nha. Đối diện thì mình kế cái cơ sở rửa sắt rửa thép gì nè. Và đây là cũng rất là nhiều nhà vườn đẹp luôn. Khu vực này rất là nhiều nhà vườn ha. Còn đây là thửa đất của mình ở trên bản đồ vệ tinh ha quý anh chị.
Đó, xem để mình hiểu rõ hơn cái khu vực của mình. Nó rất là đông dân cư luôn quý anh chị. Đó. Đây là thửa đất của mình ha. Dân cư đông nghẹt luôn. Ở san sát nhau hai bên đường ha. Đó. Chị ngược về hướng này dân cư họ ở cũng rất là đông nha quý anh chị. Đây là gần nhà thờ giáo xứ Đức Hiệp nè. Gần trường tiểu học Lê Quý Đôn ha quý anh chị. Còn cái ngã tư này là điểm giao nhau giữa đường quốc lộ 56B và cái trục đường Xà Bang Láng Lớn ha. Chị ra ngoài này thì mình có trường mầm non Rạng Đông nè, cửa hàng Xen Dầu vân vân, đầy đủ dịch vụ tiện ích cho mình. Còn cái khúc này là quốc lộ 56 nha quý anh chị, nó cách tầm khoảng hơn một cây số. Còn khu kia là khu dân cư Xà Bang rất là đông luôn. Vị trí thửa đất của mình mà về chợ Kim Long đồ á, trung tâm thị trấn Kim Long thì mình mất tầm khoảng là 4 km ha, là mình về trung tâm thị trấn Kim Long. Còn mình về thị trấn Ngãi Giao thì mất tầm khoảng là 8 cây. Còn mình đi về thành phố Bà Rịa thì mất tầm khoảng là 30 cây hả quý anh chị. Còn đi về biển Vũng Tàu thì mất tầm khoảng là 50 cây. Cứ một trục quốc lộ 56 mà chạy thôi. Còn đi về biển Hồ Cốc, Cầu Tràm thì mất tầm khoảng là hơn 30 cây á. Nói chung là đường cũng rất là dễ đi. Còn từ vị trí thửa đất của mình mà di chuyển ngược lại quốc lộ 56 thì mình sẽ ra thành phố Long Khánh ha, ra quốc lộ 1A. Đó, tầm khoảng là 25 cây thôi nha quý anh chị. Còn ra khu công nghiệp Mỹ Xuân, ra quốc lộ 51 thì mất cũng tầm khoảng là 22 cây ha. Đó, còn về thành phố Hồ Chí Minh thì mất tầm khoảng là 70 cây nha quý anh chị. Chưa tới 70 cây là mình đã về thành phố Hồ Chí Minh là ngay quận 2 luôn nha quý anh chị. Còn về hướng đất thì đất của mình là thuộc hướng Nam nha quý anh chị, hướng Nam. Lệch sang tay một xíu thôi đó, nhưng mà nó vẫn nằm ở hướng Nam là nhiều đó. Còn cái khu vực này thì dân cư ở khá là đông đúc rồi ha, từ đây mà đổ qua lên và đổ xuống về đây đó, thì dân cư ở khá là đông. Và cái trục đường này á là cái trục đường liên xã đó, liên xã liên huyện luôn nha ông vị. Trục đường này có thể về quốc lộ 51 được, nên á đường này á giao thông họ di chuyển rất là đông luôn đó. Quý anh chị thấy là lưu lượng xe họ di chuyển không? Khá là đông đúc ha. Ở nông thôn mà cái đường mà xe lưu lượng nó di chuyển như thế này là gọi là rất là đông rồi nha quý anh chị. Đó. Đường này thì hiện tại là hai làn đường ha, nó rộng tầm khoảng là 12 mét. Đó. Và đường này là có đèn đường chiếu sáng ban đêm luôn nha quý anh chị. Đó. Có đèn đường chiếu sáng ban đêm. Và đường này là sau này còn mở rộng rất là nhiều nha, vì trục này là trục chính. Đó. Ở đây thì xe công nè, xe container thì cũng hay di chuyển vào mấy cái trục đường này, bởi vì mấy trục đường này là nó thông ra quốc lộ 56 á, bởi vì từ đây mà về Xà Bang thì chỉ qua một trục này, hai trục Kim Long Láng Lớn thôi, nhưng mà đi trục này thì thuận tiện hơn đó. Còn bên kia nhà vườn đổ lên rất là nhiều nhà ở hai bên, và ở đây là người ta kinh doanh mua bán, nói chung là cũng nhỏ lẻ là cũng rất là nhiều nha quý anh chị. Thuốc tây nè, rồi những cái vựa mà trái cây, rồi gà vịt, rồi nói chung đồ ăn sáng, rồi cà phê, rồi vân vân á, rất là nhiều dịch vụ tiện ích mà để phục vụ nhu cầu cho mình. Thì mình chạy thẳng theo cái hướng này á, là mình ra tầm khoảng là hơn 1 km là mình đụng ngay cái ngã ba, gọi là ngã ba Xà Bang á quý anh chị, thì mình sẽ đụng ngay chợ Xà Bang luôn, đi chợ Búa thì rất là gần luôn. Còn muốn về thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi thẳng một hướng này thì mình ra đường Hát Dịch ha, rồi mình ra quốc lộ 51 để về thành phố Hồ Chí Minh đó. Nên cái vị trí này mình rất là thuận tiện mà để đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Rồi bây giờ em sẽ review chi tiết cái thửa đất của mình ha. Trước mặt đất của mình á thì có hàng rào hết rồi nha quý anh chị, hàng rào xây trụ bê tông ha, trụ gạch, và làm mấy cái hàng rào bằng sắt nè quý anh chị ha, bằng sắt. Cửa mình là cửa lùa ha, qua bên cái cổng này. Thì ở khu vực mình là có nước máy hết rồi nha quý anh chị, có nước máy trước mặt ha, đây có nước máy hết rồi ha. Đó. Giờ bước vào trong thì phía trước nhà thì chủ trồng rất là nhiều hoa, cái hoa này gọi là hoa ngũ sắc ha,
Đó, trồng rất là nhiều hoa luôn. Ở đây thì có cây gì ta, cây xoài ha. Để ráng bươn vào khúc trong này thì nó có cái gì trong này. Ồ, ở đây mà có chim cu rồi bay ha. Ở đây nói chung là ở này thì người ta săn bắt rất là săn bắn rất là ít nên chim còn rất là nhiều nha quý anh chị. Chỗ này á thì chủ á thì bồi lên một cái đồi giả nè quý anh chị. Đó. Một cái đồi giả này để chủ trồng cây sim nè. Rồi hoa bèn lan, rồi hoa ngũ sắc, nói chung trồng đủ loại hoa thôi. Cây sim á quý anh chị thấy không? Cây sim mà người ta hay uống rượu sim á, cây này thì ở miền Trung mới có thôi. Bên đây thì ổi. Nói chung là còn phía đằng sau là rất là nhiều trái cây nha quý anh chị. Đó, bây giờ em sẽ ra phía đằng sau ha. Wow. Ở đây có cây me hay không quý anh chị? Cây me mà người ta kéo sao mà chắc cũng lâu lắm rồi nè. Đó, có cái tàn xòe rộng ra như cây bàn. Rồi người ta treo lan rồi. Bên đây thì giáp ranh với nhà này ha. Rồi đồ qua đây có cây sung. Cây sung lớn ha. Cây sung này chắc nuôi từ bé nè, nhìn cành nhánh là biết rồi. Đại loại là lâu năm rồi. Em sẽ giới thiệu cái phần bên ngoài trước ha quý anh chị, rồi mình sẽ đi vào cái nhà của mình. Đây có cây cherry ha. Khu vực thì trồng tiêu, nói chung là trồng xen kẽ đủ các loại thôi. Thì nhà mình là cũng nhà cấp 4 thôi nha quý anh chị. Qua đây thì có khế rồi ha. Khu vực này để xe Honda. Con gì đây? Con này là con nhồng nè. Ê. Bên này nuôi chim gì? Đây làm cái avi. Chim cu nè. Chim ồ trâu đen nè, chim sáo nè. Rồi đủ loại rồi, chim chào màu còn hay gọi là con đậu mũ á quý anh chị. Đủ loại. Sao nuôi chung một cái lồng không biết nữa. À, bên này có con. Con này là con rồng hay con tắc kè đây. Đó. Bên trong nuôi đủ loại con. Cá gì mà nuôi trong cái thùng này ta? Cá này cũng cá tai tượng quá. Ôi đằng sau về đằng sau. Sầu riêng thì trái cây thì đủ loại nha quý anh chị. Đó. Đây là măng cục ha. À, mấy nhà này em cực kỳ sợ chó luôn. Không sao đâu, không sao đâu. Đây có cây chôm chôm nè. Nói chung là cây trái này là cho thu hoạch hết rồi. Đó, tới mùa là hái ăn thôi. Cái này nói chung là quý anh chị về ở thì không cần thiết, có thể tháo dọn luôn ha. Khu vực này thì chủ rào lại để nuôi gà, nuôi vịt nha quý anh chị. Xen lẫn tiêu. Tiêu này thì chắc mọi người về thì cũng nhổ ra để trồng trái cây thôi, chứ còn tiêu cũng chả có ích lợi gì cả. Sầu riêng. Sầu riêng này chắc tầm 1 năm tuổi nè. Sầu riêng đang xen với tiêu. 260 mấy mét, nó dài lắm nha. Nó dài đằng đẵng luôn. Ranh giới bên kia. Ranh giới thì hiện tại là còn bằng hàng bông bụt ha quý anh chị. Đó. Quý anh chị mua về thì chủ sẽ xác nhận ranh giới lại cho mình. Mấy cái mặt tiền này thì, tiền đường lớn này hiện tại là không còn đất lớn nữa nha quý anh chị. Hoàn toàn là đất xíu xíu. Vì người ta phân lô ra hết rồi. Sầu riêng. Cái sầu riêng này muốn tốt quá thì bây giờ mình phải cưa tiêu đi à. Nó mới phát triển được. Nó còn nằm trong này, tiêu nó còn rập quá. Trái cây thì mình nói chung là chỉ còn có một ít là để ăn.
mấy cây là có trái thôi, còn lại là mới trồng hết. Bên kia họ trồng cái vườn bông gì mà đẹp quá. Wow. Theo em đánh giá thì ở đây thì chỉ giá trị về đất thôi. Còn nhà thì chắc chắn là nhà cũng cũ rồi. Đó. Cũng không có phải là mới nữa. Anh quý anh chị à, mua về thì cũng có khả năng là phải sửa lại. Đó. Nếu ở thì ở vẫn bình thường thôi, họ vẫn ở đấy thôi. Nhưng mà mình thích mới hơn thì mình vẫn sửa lại ha. Wow, ra tới đây là lại một đoạn nữa là hết đất rồi nha quý anh chị. Đó. Hết đất rồi. Chim cu bay đầy hết. Đó, đất tới phía hàng tiêu đó là hết nha. Rồi, bây giờ em vào bên trong để quay cái căn nhà của mình cho quý anh chị xem ha. Rồi giờ bước vào nhà ha. Nhà mình thì diện tích nó tầm khoảng là 200 mét vuông nha quý anh chị. Thì nhà cấp 4 thôi. Ở ngoài thì có cái hiên rộng rãi, nói chung là nhà cũng còn sạch sẽ. Đây là nhà trên ha. Bước vào đây, đây cái phòng ngủ nè quý anh chị. Đồ đạc rất là nhiều, nó cũng không tiện vào trong. Đây cái phòng ngủ nữa ha. Trong nhà này thì quý anh chị về có thể nâng lên cao hơn một xíu. Khu vực này là khu vực bếp và toilet. Được hai phòng ngủ, một toilet, một bếp, một phòng khách. Trong ngoài này thì có cái hiên để ngồi uống nước. Đây có bộ bàn rồi ha. Rồi cũng gọn sơ, chả có gì mà đặc sắc cả. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn flycam từ trên cao ha. Rồi còn đây là những hình ảnh từ flycam trên cao ha quý anh chị. Đó, từ đất của mình trên cao thì mình cũng thấy khu mình là dân cư ở khá là đông rồi. Còn đây là hình ảnh dưới thấp ha, đất của mình bay từ trước ra đằng sau nha, rất là dài luôn quý anh chị. Đất của mình kết thúc ở cái điểm mà đất trống ở phía sau ha quý anh chị. Đó. Hết một đoạn trống của phía sau là mình là hết đất. Hướng này bay về thẳng là mình sẽ động đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình, mình về Ủy ban Nhân dân xã Lăng Lớn ha. Còn bay ngược về hướng này thì mình sẽ ra quốc lộ 56, tầm khoảng là hơn một cây số là mình ra quốc lộ 56 rồi quý anh chị. Đó, phía dưới mặt mình là vị trí thửa đất của mình. Phía dưới đó là trường học ha. Còn phía dưới của mình á, ngã tư phía dưới là điểm giao nhau giữa quốc lộ 56B và đường Xà Bang Lăng Lớn ha quý anh chị. Hướng này thì mình cũng có thể về trung tâm thị trấn Ngãi Giao ha. Rồi bây giờ từ vị trí từ đất của mình, em sẽ di chuyển ra trục quốc lộ 56 ha quý anh chị. Đó, đi hai bên đường để quý anh chị xem hình dung ha.
Con đường này nói chung là nhiều, rất là nhiều nhà vườn. Khu này cũng gọi là nhiều người lắm tiền ở khu này ha. Biệt thự rồi cũng rất là nhiều luôn. Đây là trường tiểu học ha. Lên một xíu nữa mình có một trường mầm non nữa. Còn cấp 1, cấp 2 thì mình học ở ngoài quốc lộ 56 ha nha quý anh chị. Nó còn chợ Búa thì mình cũng ra chợ Xà Bang ha. Ra kết thúc cái đoạn hết đường Xà Bang Láng Lớn là mình sẽ đụng chợ liền. Đó, rất là gần chợ luôn. Bên phải mình vừa qua là trung tâm hội nghị tiệc cưới nha. Cây xanh. Trong cái trục đường này thì người ta kinh doanh mua bán cũng khá là nhiều. Thời điểm mà cao điểm á, quý anh chị đầu giờ chiều hoặc cuối giờ chiều hoặc đầu giờ sáng á, thì xe cộ nó di chuyển rất là đông luôn quý anh chị ở trên trục đường này. Khu vực này là khu vực ủy ban nhân dân xã rồi trạm y tế là nó nằm khu vực này hết nha quý anh chị. Phía trước mặt mình là cái ngã ba này gọi là ngã ba Xà Bang ha quý anh chị. Đĩa bên tay trái thì mình sẽ về quốc lộ 1A thành phố Long Khánh hôm nay. Còn đĩa tay phải thì mình sẽ đi về thị trấn Kim Long ha quý anh chị. Rồi đi về thị trấn Ngãi Giao và thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu vân vân. Khu vực này là chợ thuộc chợ Xà Bang nha quý anh chị. Đó, chợ cổng chợ nó nằm ở trong này nè, nó cổng chợ nó nằm trong này đó. Ở ngoài quốc lộ 56 này thì cũng đầy đủ dịch vụ tiện ích cho mình, chung là kinh doanh mua bán rất là sầm uất luôn. Rồi để không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin nhắc lại giá một lần nữa ha. Chủ đang rao cái giá bán là 9.600.000.000 cho cái thửa đất này nha quý anh chị. Đó. Chia ra thì mình tầm khoảng là hơn 1.600.000.000 một sào ha, 1.655.000.000 trên 1.000m2. Giá rất là hợp lý ở cái thời điểm hiện tại luôn. Thì quý anh chị cô chú nào mà cảm thấy cái thửa đất này nó phù hợp với khả năng tài chính của mình thì vui lòng liên hệ tới em ha. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.